Trong video này tôi sẽ sinh tồn trong Minecraft One Block. Minecraft One Block là một chế độ khi các bạn spawn trên một hòn đảo chỉ có một block duy nhất. Và khi các bạn phá block này đi thì một block ngẫu nhiên khác sẽ xuất hiện. Có thể sẽ là một cái dương thưởng với một vài đồ bên trong, cũng có thể là một con động vật ngẫu nhiên, hay thậm chí là một con quái vật. Việc của bạn chính là mở rộng hòn đảo và sinh tồn. Nhưng mà như thế thì lại quá là dễ. Lấy ý tưởng từ một ông bạn nước ngoài, tôi đã mod thêm những con quái vật kinh dị có trong Form the Fog và cả những con quái vật mà có lẽ các bạn chưa từng nhìn thấy. Và nếu thấy video hay thì hãy nhấn like và nút đăng ký để có thể nhận được những video mới nhất nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Trước khi vào video chính thì mình giới thiệu cho các bạn một chiếc máy chơi game cầm tay cực kỳ hiện đại có tên là Legion Go. Đầu tiên tôi sẽ nói về màn hình của chiếc Legion Go này. Đây là một trong những chiếc máy chơi game máy tính cầm tay có màn hình to nhất mà tôi từng được sử dụng, lên đến tận 8,8 inch với tính linh hoạt cực kỳ cao. Và tôi sẽ sử dụng nó để chơi Minecraft ư? Không hề, tại vì như vậy sẽ rất lãng phí cấu hình cực khủng của chiếc máy này. Với quả CPU AMD Ryzen Z1 Extreme cùng với đó là độ phân giải 2K và tần số quét 144Hz giúp mang đến trải nghiệm game vô cùng tuyệt vời. Thứ tôi thích nhất ở chiếc máy này là các bạn có thể cầm đi mọi nơi, sử dụng ở bất cứ đâu. Nếu để cầm cả chiếc máy này để chơi game thì có thể sẽ hơi nặng. Các bạn có thể tháo rời hai tay cầm ra để sử dụng, và cũng có thể sử dụng màn hình rời này để cảm ứng, mở kickstand và dựng màn hình lên bàn. Các bạn có thể dùng nó để xem phim giải trí như một chiếc màn hình bình thường. Các bạn có thể sử dụng bát chuột hay là con lăn ở tay cầm phải, chuyển tay cầm sang chế độ FPS và sử dụng nó như một cần gạt để chơi những tựa game phù hợp. Khi chơi những tựa game nặng đã có tính năng tối ưu hiệu năng của máy, giúp cho máy có thể hoạt động công suất cao, tăng FPS, giảm nhiệt độ. Chế độ tiết kiệm pin thì chắc là tôi không cần phải nói gì nhiều, tại vì Lenovo đã tối ưu rất tốt những tính năng này. Đặc biệt là Legion Go còn được bảo hành đến tận 2 năm, nên các bạn có thể yên tâm sử dụng. Và từ ngày 10 tháng 5 đến ngày 20 tháng 5, các bạn sẽ được tặng thêm một tai nghe Lenovo Legion E510 trị giá tận 1.490.000 khi các bạn đặt trước Legion Go, và khuyến mãi này có thể kết thúc ngay khi hết quà. Thế nên đừng chần chừ gì nữa mà hãy nhanh tay sắm cho mình ngay chiếc máy Legion Go này nhé. Và giờ thì chúc các bạn xem video vui vẻ. Tôi bắt đầu thế giới mới và khai thác những cái block đơn giản. Với kinh nghiệm là một người đã từng phá đảo Skyblock thì cái One Block này quá là dễ dàng. Tất cả những gì bạn cần làm đó là xây cái mob farm. Và đúng rồi, bạn đã chiến thắng. Nói quá thế thôi chứ nói chung là khi xây xong mob farm thì mọi thứ sẽ rất là thoải mái. Công việc tiếp theo của tôi chính là mở rộng hòn đảo. What the fuck, có con cừu kìa. Tốt nhất là đéo lên lại gần đấy nữa. Shit. Shit. What the fuck? Nhạc đéo vậy trời. Như đã nói thì trong cái mod này có rất nhiều các loại con vật khác nhau. Ví dụ như là Cartoon Brawler. Con này chạy rất nhanh và có thể đi qua một block. Đặc biệt là nhạc của nó ồn vãi luôn. Nó di chuyển khi mình không nhìn. Yup, dĩ nhiên này. Oh no, nó spawn liên tục, nó spawn liên tục. Ôi, bị làm chậm. Ôi. Thôi. Cái ba đó nữa. Sao trời lại mưa nhỉ? Thật ra là dù sáng hay tối thì mấy con quái vật kia nó vẫn xuất hiện. Nhưng mà đa số thì mấy con quái vật đấy thì không thể spawn gần mình được. Chỉ là đa số thôi. 1, 2, 3. Và cái đéo em. Cái thằng kia là thằng đéo là vậy. Nó cứ đứng đây hoài à. Thằng đéo nào đây? Đẩy mẹ cút xuống đi. Cút. Why? Ok. Xây tạm. Ê,
Từ từ, tôi có ý này. Nguyên là mẹ con quái vật đấy la quá to so với một con quái vật trông yếu như chó. Yes, kim cương bạ biên rồi, tuyệt vời. Oh shit. Ôi không, cái con mẹ mày đùa tao à? Sao không ai nói với tao? Oh shit. Ui, nó là con boss. Nó là con boss the fan. Nó còn miễn nhiễm với đam cung kìa, what the fuck. Mày đùa tao à? Lùa tao. Ê, nó vô hiệu hóa dùng khiên. Đéo hiểu. Con này quá khỏe. Ây à, thôi. Cút. Ơ. What the fuck. Con đéo vậy trời. Cứu với, cứu tôi với. Thôi rồi, tao sẽ cứu mày con cá. Ơ, nó tự tìm nước nó bơi vào mà. Rồi, đấy, cho vào mà chơi nhau nhé. What the fuck. Oh shit. What the fuck? What the? Cái đéo thì vừa diễn ra vậy. The next day. Anh lên đào đấy, thêm đấy, đi. Nãy đào. Ơi. What the f... Cái gì đây? Con điên nó cười. Cái gì đây? Cười lắm con ạ. Nhìn nó cười lắm. Nó không vào được đây đâu. Tôi xây tường rồi. Tôi xây tường rồi mà nó không vào được đây đâu. Nhưng mà nhìn nó cao các bạn. Mày nhảy xuống đi em ơi. Hay lẩu ré. Vãi cẩn. Bye. Ui, mẹ giống nó lên ở đây vậy. Nó lên được. Bác chịu có con rồi. Đâu làm cái đuốc đi cầm đi xem. Rồi, sáng nha anh em. Bác cầm sáng chưa? Rồi. Ơ, em bị chậm rồi. Nó đến rồi, con đường ai đến kia. Không sao. Nó sẽ ngã. Đâu rồi, sao tối đấy. Con đéo ngã. Bắt cua. Cuốc sắt đâu? Sao tưởng nhiều sắt lắm. Hết rồi, hết rồi. Đấy, sắt là chưa đủ. Cái thằng grind thì làm giáp sắt.